Chào các bạn, bạn nào mà hay quay video bằng máy ảnh số ấy và cầm trên đường vừa đi vừa quay ấy thì cũng biết là cái chất lượng hình ảnh cũng như là hình ảnh mà mình đăng lên ấy thì cái hình ảnh nó thường là bị rung và người xem thì hay bị kiểu nhìn nó chòng chành khó chịu. Và trong video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái tay cầm chống rung đến từ hãng Zhiyun. Và cái tay cầm này thì sẽ giúp cho các bạn quay bằng máy ảnh nó sẽ tốt hơn, nó sẽ không bị các cái tình trạng rung rung hình để cho người xem sẽ nhìn thấy nó cảm thấy thoải mái. Và chúng ta sẽ xem qua cái chiếc tay cầm này một chút xíu nhá. Thì đây, như các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có cái thương hiệu Zhiyun ở đây. Và đây là cái hình ảnh của chiếc tay cầm, tên đây, Crane, Zhiyun Crane. Và các bạn lưu ý là chiếc tay cầm này thì chỉ sử dụng được cho các cái dòng máy ảnh mirrorless thôi. Còn giống như là các cái dòng máy ảnh DSLR ấy, thì các bạn sẽ không cầm được cái này. Tại vì cái trọng lượng của những cái máy ảnh đấy nó khá lớn, kích thước cũng to nữa. Và kể cả nếu có đặt được lên thì các bạn cầm một tay để mà quay ấy, với những cái máy ảnh nặng như vậy ấy, thì cầm quay nó cũng rất là khó chịu và mỏi tay. Chắc là chỉ quay được khoảng một chút xíu ngắn thôi, chứ không quay được lâu. Các bạn lưu ý này, đây, như hình ảnh cũng thấy là chúng ta chỉ sử dụng các cái máy ảnh mirrorless đặt lên quay thì rất là thoải mái. Và ống kính ấy, thì tốt nhất là các bạn sử dụng các cái ống kính fix thôi, chứ đừng sử dụng những cái ống kính zoom có cái kích thước lớn. Vì kích thước lớn thì nó cũng sẽ làm cho cái máy nặng hơn và chúng ta mỏi tay hơn khi mà cầm quay, thì nó sẽ cho ra cái chất lượng hình ảnh không tốt. Ở phía sau, ở phía sau thì các bạn sẽ có toàn cảnh về cái hình ảnh của chiếc Zhiyun Crane này. Ở phía trên thì chúng ta sẽ có một số những cái bộ phụ kiện ở trong hộp này đó. Và ở dưới này thì có thêm một số những cái thông tin này, nó sẽ chỉ định luôn là nó sẽ tương thích các cái dòng máy mirrorless, ví dụ như là dòng Alpha 7 này, rồi Panasonic cũng thế, Canon thì dòng M thôi. Và trong danh sách này thì có cả dòng 5D của Canon. Nhưng mà mình nghĩ 5D cái này rất là khó quay. Thực sự là mình cũng đã thử rồi và mình cũng quay khá nhiều bằng cái này rồi. Và khi cầm ấy nó mỏi tay lắm. Mirrorless chứ còn mỏi tay, chứ còn mấy cái dòng DSLR kia thì hầu như là chắc là không quay được. Ok, ở phía đằng này thì các bạn cũng sẽ có thêm một số những cái thông tin, ví dụ như là website của hãng này, rồi tên hãng này. Cái này thì chắc là cái phần QR code để chúng ta quét vào và chat cũng như là trao đổi với cái bộ phận hỗ trợ chăm sóc khách hàng. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở hộp luôn nhé. Vâng, và chúng ta sẽ có một cái trông giống như kiểu Katap rất là to. Và ở đây thì cũng có cái logo cùng với thương hiệu Zhiyun và website của hãng. Ở phía đằng sau cũng vậy thôi. Và nói chung là ở cái hộp này thì không có gì. Và bây giờ mình sẽ mở tiếp. Vâng, và bây giờ mình sẽ mở hộp ra này. Vâng, như các bạn nhìn thấy thì chúng ta đang có toàn bộ những cái đồ, những cái gimbal, những cái phụ kiện đi kèm theo chiếc gimbal Crane này. Thì đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng này. Thì sách này hoàn toàn 100% tiếng Trung luôn. Các bạn có thể nhìn hình đoán chữ hoặc là biết tiếng Tàu hoặc là không biết tiếng Tàu thì sách này vô dụng. Chúng ta sẽ có đầu tiên là cái gimbal đây. Thì các bạn sẽ thấy là toàn bộ gimbal đây. Tí nữa mình sẽ nói kỹ hơn. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái phụ kiện. Đấy là cái pin. Thì có một đôi pin. Ở đây là cái sạc pin. Nó cũng giống như là những cái sạc pin bình thường thôi. Và ở đây chúng ta sẽ có thêm những cái vít này. Một cái vít này. Cái đây là cái giá kê ống kính này. Và đây là dây cáp sạc này. Tiếp đến là cái tay cầm. Cái tay cầm nối ở phía dưới cái gimbal. Đó, thì như vậy là toàn bộ những cái phụ kiện của chiếc crane ở đây rồi. Thì mình sẽ xăm soi cái gimbal. Vâng, sau khi mà chúng ta vặn cái cán cầm ở đây vào thì đây là chiếc tay cầm đây rồi. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây chúng ta sẽ có ba cái trục để cân bằng. Và tất nhiên thì để cân bằng thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn thiết lập cân bằng riêng. Còn trong video này thì mình sẽ mở hộp và giới thiệu một số những cái cơ bản thôi. Thì như ở phía dưới này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có cái phần tay cầm và hơi giáp giáp ở đây để chúng ta cầm cảm giác nó chắc chắn hơn. Và ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có một cái chân vít vặn để vặn vào các cái tripod để giữ, chứ không phải là riêng cầm tay. Ở phía trên này thì chúng ta sẽ có các cái nút bấm mode này. Cái mode này thì để chuyển đổi giữa các cái chế độ. Ở phía bên phải thì các bạn sẽ có cái nút chụp ảnh. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có cái nút zoom này,
Và phía bên trên này thì có một cái joystick các cái hướng khác nhau để chúng ta điều chỉnh. Ví dụ chúng ta quay phim này thì mình sẽ bấm chỉnh lên, chỉnh xuống, quay lên, quay xuống, quay ngang để cái trục này nó sẽ quay theo như vậy. Ở phía trên này thì chúng ta sẽ có ba cái trục để cân bằng. Đây, thì tất cả những cái trục này nó sẽ có một cái vít thì chúng ta sẽ nới ra để cân bằng. Cái trục trên này cũng vậy này. Đó. Và phía bên này cũng tương tự như vậy. Mỗi một trục thì chúng ta sẽ có một cái vít và để cân bằng thì cần phải nới ra và chỉnh làm sao cho nó cân bằng nhất cho chiếc máy ảnh. Khi mà nó cân bằng rồi ấy, thì chúng ta quay nó sẽ không bị rung. Và ở đây thì các bạn còn thêm một cái chân micro để sạc pin nữa. Ở trong cái điều kiện mà ví dụ như là chúng ta đi đường, chúng ta cần cái dung lượng pin nhiều và có thể cắm pin dự phòng vào đây. Chúng ta sẽ cắm ra và vừa dùng pin dự phòng vừa sử dụng. Và tất nhiên khi đấy thì lại thêm một cái trọng lượng của viên pin dự phòng nữa thì cực kỳ là nặng luôn. Các bạn hết sức lưu ý nhá. Cái này thì nặng, phải nói là nặng. Ok, như vậy thì mình đã mở hộp xong cái tay cầm Zhiyun cho các cái dòng máy ảnh số để quay phim. Nếu như các bạn thấy video hay, hữu ích thì nhớ like, share và nút đăng ký để xem thêm nhiều video hay nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip.